đi ăn bò bía ở tại quận 11. Cái địa chỉ của mình là kế bên trường Trung học cơ sở Lữ Gia nha các bạn, số 52/1 là trường Lữ Gia các bạn, quẹo phải kế bên không trường các bạn thì sẽ gặp xe bò bía ở đây nha các bạn. Bò bía ở đây là chú bán cũng rất là lâu rồi, như là hồi trước khi mà mình ăn bò bía cách đây là chừng 12 năm á, là bò bía ở đây bán là mình nhớ là điểm đó là 200 đồng một cuốn, mà bây giờ ở lên 1.500 một cuốn các bạn. Xe bò bía ở đây là bán rất là lâu rồi, tầm trên 20 năm rồi các bạn. Chú lấy cho con 10 cuốn ở đây với 10 cuốn mang về nha. Đây có lấy cây lấy gì không? Dạ lấy cây cho con nha chú. Quán mình bán cũng rất là lâu rồi không chú? Năm nay nữa, 22 chắc. 22 năm, dạ trước con cũng ăn đây mấy lần rồi đó. Trước con cấp 2 con cấy đây ăn hoài. Chú làm con 10 cuốn mang đi đi. Với 10 cuốn ăn ở đây tại chỗ. Lấy ớt hả? Dạ có chú. Giúp chú đỡ mày bài nhà con nha. Nha. Dạ, củ sắn nè các bạn. Chú làm màu bí cho các bạn nhé. Hồi trước là mình nhớ là khoảng năm 2003 là ở đây là 200 đồng một cuốn, bình thường mình ra mình mua có chừng 50 cuốn mình ăn các bạn, là hai người ăn đó. Màu bí ở đây dễ ăn rất. Cái thời cháu ăn ở đây là nó còn chắc còn mấy trăm á? Dạ còn 200 chút, 200 năm 2003. Vậy là lâu lắm rồi. 2003. Hôm 200 cuốn là nay mười mấy năm rồi. Dạ đúng rồi, hồi trước ăn ăn đây 200 con ra đi mua mấy chục ăn hoài, ăn rất là ngon. Bữa chiều chạy mưa hay ghé đi con mua đó. Sáng này cũng ba cháu mà ba đứa đều học trường này hết. Dạ. Cũng quay chú ha. Quay làm đâu cũng mấy tiếng đồng hồ. À, chú cứu với con lát 10 cuốn mang về cho chú nha. Rồi. Thấy không? Kế bên trường học Lữ Gia nha các bạn, trường Trung học cơ sở Lữ Gia nằm ngay ngang ngã ba của đường số 52 với đường số 6, số 6 các bạn. 52 hẻm 68, hẻm 68, đây là 68 đường số 52 các bạn. Các bạn quẹo vô bên tay phải các bạn sẽ thấy xe bò bía rất là lớn nha các bạn. Nó có cái siêu thị có thể bếp mắt. Cuốn bò bía chú cuốn sẵn để một lát khi mà cái là học sinh ra hay là buổi chiều tan tầm các bạn, bán rất là đông luôn các bạn. Cháu làm vào buổi chiều nó đông khách. Dạ thì trước con nhớ mình có đi ngang cái chừng 3:30 là học sinh rồi, từ nó ra chú ăn đông lắm. Chút chèn vô mua không à. Sau này cứ
làm từ sáng giờ chứ tính giờ này nghỉ trưa một chút. Dạ. Thường thường là mình mấy giờ mình mở ra bán chú? 11 giờ chú có bán rồi. 11 giờ chú bán. Dạ. 11 giờ tầm chú bán rồi. Học sinh tăng tầm mà chú đã hết không chú ha? Dạ. Có 6:30 là cái gì là hết rồi. Dạ. Chú bán từ 11 giờ trưa đã có nha các bạn. Tầm chừng 6 giờ đến 6:30 là chú đã hết. Tứ giấc học sinh ra khoảng chừng 5 giờ các bạn. Học sinh ra mà ăn rất là đông luôn. Một lát để mình quay cái hàng ghế của chú cho các bạn coi nhé. Mấy trăm cuốn đó các bạn, cuốn sẵn mấy trăm cuốn để cho kịp bán giờ khách khi mà khách đông đó các bạn. Rất là đông các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ thưởng thức bò bế cho các bạn coi nha các bạn. Mình kêu là 10 cuốn trước. Tại buổi trưa mình cũng chưa có ăn trưa nữa các bạn. Ghé đây là ăn ủng hộ chú. Chất gọi là mình gọi là bò bía vỉa hè đó các bạn. Chú bán tầm này hơn 20 năm. Hồi trước á, khi mà đồng tiền còn giá là mình mới nhớ mình học năm lớp 9 là mình mua là có chiều trời mưa á, mình hay đi mua bò bía mình ăn, có 200 đồng một cuốn các bạn. Xưa cứ chừng đi học là có chừng 5.000, để chừng 2 ngày là 10.000 để dành á, rồi bắt đầu mua về mình với người bạn trong xóm mình ăn hay ăn đó các bạn. Nước chấm của chú rất là ngon nha các bạn. Cô chú năm nay cũng tầm lớn tuổi các bạn ơi, cũng chừng mình nghĩ là khoảng chừng 60 đến 65 đó. Ghé đây ủng hộ cho cô chú thôi, cô chú bán rất là đông. Chưa tới 2.000 đồng nha. Chỉ cần là 30.000 hay là 15.000. Nếu mà bạn nào ăn mặn ít thì cho mua chừng 15.000 10 cuốn các bạn ăn là rất là ngon. Rất là lâu năm rồi các bạn. Sau đây là mình xin kết thúc cái video của mình nha các bạn ơi. Các bạn nào có ghé ngang quận 11, các bạn ghé ngang ủng hộ cho cô chú nha các bạn.
68 đường số 52 cư xá Lữ Gia, phường 15 quận 11 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và subscribe cho kênh của mình nha. Chào tất cả các bạn.